Lịch sử thần học Chúa Ba Ngôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đức tin Công giáo hiện tại điều này: thực kính một Chúa Ba Ngôi và Ba Ngôi một Chúa mà không lẫn lộn giữa các ngôi vị, không chia cắt bản thể, vì ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần khác biệt nhau. Nhưng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần có cùng một thiên tính, một vinh quang, một uy quyền vĩnh cửu. Giáo lý Công giáo số 266. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là nền tảng căn bản của đức tin Kitô giáo. Tất cả mọi tín lý đều từ đó mà ra, vì tất cả rồi sẽ quy tụ về mầu nhiệm căn bản này. Chúng ta tuyên xưng: tôi tin một Chúa, Ba Ngôi, đồng bản thể, vân vân. Nhưng trong Kinh Tin Kính ta đọc hàng tuần, những tín điều này hình thành như thế nào và được Kitô hữu đón nhận thế nào? Chú thích: kính thưa quý vị và anh chị em, vì nội dung tín điều này tự nó khó hiểu và bối cảnh lịch sử cũng quá phức tạp, tôi sẽ cố gắng tóm tắt những điểm quan trọng và giải thích những gì cần giải thích. Phần đầu tiên nói đến hoàn cảnh lịch sử từ thời khai sinh giáo hội đến công đồng Nicea năm 325. Phần kế tiếp nói đến những tranh cãi dẫn đến công đồng Constantinople năm 381 trở về sau. Điều quan trọng nữa là trước khi vào bài đọc, tôi xin phân biệt danh từ mà người Việt chúng ta thường bị lầm lẫn khi dùng danh xưng Thiên Chúa và Chúa trong lời cầu nguyện hay trong công nguyện hàng ngày. Khi nói đến Thiên Chúa, chúng ta nói về một Thiên Chúa đấng làm chủ muôn loài, muôn vật. Từ này được dịch từ Olihim do Thái và Theo Hy Lạp. Còn khi ta dùng từ Chúa như Chúa Giêsu Kitô là dịch Adonai do Thái hay Kurios Hy Lạp. Từ này có nghĩa là một ông, bà chủ, một bậc thầy, một bậc chúa, như ta nói đến Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn trong lịch sử nước ta. Người Do Thái không dám kêu tên Thiên Chúa ra về, nên họ dùng từ Adonai hay Chúa, chỉ trước vị mà nói đến Thiên Chúa. Vì thế trong bài viết, cần phân biệt rằng khi Thánh Phaolô viết Chúa Giêsu Kitô, Ngài không có ý tuyên dương Chúa Giêsu là Thiên Chúa, mà chỉ nói lên một ngôi vị được kính trọng mà thôi. Dĩ nhiên ngày nay, chúng ta tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng niềm tin này không hẳn có ngay từ đầu với các Kitô hữu thời sơ khai, kể cả các tông đồ, mà có thời gian dài để chính niềm tin này được thử thách và tôi luyện trước khi được giáo hội công nhận. Bối cảnh sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên trời. Vậy những Kitô hữu đầu tiên nghĩ Chúa Giêsu là ai? Câu hỏi Chúa Giêsu đã đặt ra cho các môn đệ: người ta gọi con người là ai? Và các con gọi ta là ai? Được Phêrô trả lời nói lên cái nhìn của Kitô hữu đối với Chúa Giêsu trong thời kỳ đầu giáo hội. Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Matthew 16:16. Nói cách khác, những Kitô hữu đầu tiên tin Đức Giêsu được Thiên Chúa sai đến, tin rằng Ngài có những căn tính và phẩm chất vượt trên con người và cả thiên thần. Tin rằng Thiên Chúa yêu đãi và ngay cả chọn Đức Giêsu để mặc khải ý định Thiên Chúa cho con người. Tuy vậy, họ chưa dám tin Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, vì họ tin chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Nếu tin Đức Giêsu là Thiên Chúa, liệu họ có bị lạc giáo vì tin có hai Thiên Chúa không? Các tông đồ và những Kitô hữu đầu tiên là những tín đồ Do Thái giáo. Họ tiếp xúc với Cựu Ước và Luật Môsê, và họ tin chỉ có một Thiên Chúa là vua của mọi loài tạo vật. Dù đi theo Đức Giêsu Kitô, họ tiếp tục xây dựng đức tin mình dựa trên cơ sở độc thần, mà Thiên Chúa trong Cựu Ước đã nhiều lần cảnh cáo và ngay cả trừng phạt khi dân Israel bỏ Yahweh đi thờ thần ta. Chúng tôi biết rằng chỉ có một Thiên Chúa và không ai khác. Xem Esop 20:3, Isaiah 45:5, Thư Thứ Nhất Cô-rinh-tô 8:4. Hơn nữa,
họ biết chính rằng Chúa Giêsu cũng thờ phượng và cầu nguyện cùng Thiên Chúa Giê-hô-va, cũng giữ luật như rửa tay, ngày Sa-bát, vân vân, và mừng các lễ vượt qua theo phép đạo Do Thái. Dù Thánh Phaolô giao giảng nhiều về tin mừng và con người Chúa Giêsu, ngài không bao giờ tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa, mà chỉ nói đến là Chúa mà thôi. Trong ba tin mừng nhất lãm, Matthew, Marco, Luca cũng không hề nói đến Chúa Giêsu là Thiên Chúa, mà chỉ nói ngài là con Thiên Chúa mà thôi. Chỉ có phần tin cuối tin mừng Gioan là có lời tuyên xưng của Tôma khi Chúa Giêsu hiện ra với các ông sau khi ngài sống lại và cho phép ông xỏ tay và dấu đanh. Ông đáp: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Các nhà kinh thánh tin rằng vào cuối thế kỷ đầu tiên, tin mừng Gioan được viết trong thời gian này. Cộng đoàn Kitô hữu bắt đầu tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa trong những nghi thức phục vụ. Dù tuyên xưng như thế, nhưng việc hiểu nội dung của lời tuyên xưng cần nhiều thời gian để tìm hiểu và tranh luận. Vậy đầu thế kỷ thứ hai, giáo hội đã công nhận Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa chưa? Đã có những giáo huấn rõ rệt về căn tính và con người Đức Giêsu chưa? Câu trả lời sẽ không rõ ràng và dễ dàng như ta nghĩ. Những tuyên xưng đức tin thuở ban đầu. Ta nhận ra cảm nghiệm của Kitô hữu với Thiên Chúa và ngồi khi đọc thấy những lời tuyên xưng đức tin trong đời sống phục vụ của họ. Thánh Phaolô viết: Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Với dân Thessalonica, xin chính Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa chúng ta là Đức Giêsu san phẳng con đường dẫn chúng tôi đến với anh em. Trong thư gửi Ê-phê-sô, chỉ có một thân thể, một thần khí, một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đứng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Ê-phê-sô 4:46. Và có nhiều đặc dụng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô 12:46. Và khi Phê-rô nói với người dân trong ngày lễ ngũ tuần, vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này: Đức Giê-xu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Thư gửi tín hữu Do Thái nói: Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy Cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Hebrew 1:13. Đây là lời tuyên xưng Đức Kitô được Thiên Chúa chọn lựa để giao giảng ý định Thiên Chúa. Rõ nhất và ngắn nhất là công thức trong phục vụ mà ta vẫn dùng ngày nay. Cầu chúc toàn thể anh em được tràn đầy ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Amen. Thư thứ hai Cô-rinh-tô 13:13. Các giáo phụ sau thời các tông đồ. Dù tin chỉ có một Thiên Chúa độc thần, nhưng các giáo phụ khoảng năm 90 đến 140 đã bắt đầu tìm cách nghĩa về những câu hỏi nhắm đến Chúa Giêsu Kitô. Ngài là ai? Là Thiên Chúa hay con người? Hay cả hai? Để cắt nghĩa những câu hỏi này, các giáo phụ bắt đầu tìm hiểu về nhân tính và thiên tính của Đức Giêsu Kitô. Từ đầu thế kỷ thứ hai, nhiều thần học gia thuộc nhóm Hậu giáo bắt đầu cắt nghĩa thần học để giải đáp những thắc mắc của Kitô hữu. Đọc tin mừng Gioan, ta thấy lúc khởi đầu đã có Logos hay Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và ngôi lời là Thiên Chúa. Giu-tin Matti, khoảng năm 100-165, và học trò là Tatian 110-180. Ông theo Philut thành Antiochia, chết khoảng 180-185. Athenagoras, cuối thế kỷ 2, và nhiều người khác đã khai thác triết học Hy Lạp đương thời để cắt nghĩa thần học Kitô giáo. Họ là nhóm đầu tiên được xem là những thần học gia cắt nghĩa Chúa Ba Ngôi cách có hệ thống. Theo nhóm này, Logos của Thiên Chúa và thần khí của Ngài xuất hiện cách kín đáo trong Cựu Ước. Khi đọc sách Châm Ngôn, Giu-tin cho là Thiên Chúa sai ngôi lời đến với mục đích tạo dựng vũ trụ. Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất. Châm Ngôn 8:22. Chính Logos hay ngôi lời này giờ đây xuống thế làm người như được trình bày trong Tin Mừng Gioan, nhưng so sánh với Chúa Cha, Giu-tin cho là Logos đứng hạng 2 và thần khí thì hạng 3, nghĩa là chỉ có một Thiên Chúa, còn Logos hay ngôi lời và thần khí không đồng hạng được. Nói tóm, Giu-tin và những giáo phụ đầu tiên này tìm cách cắt nghĩa Logos trong chức năng tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa, nhưng luôn giữ vững lý luận rằng Chúa Cha là nguồn gốc, là khởi đầu mọi sự. Một người khác có công đóng góp rất nhiều cho thần học Chúa Ba Ngôi thời sơ khai là Tertullian, 150-225. Ông là người đầu tiên dùng danh từ Chúa Ba Ngôi, và những danh từ bản thể, ngôi vị, khi cắt nghĩa mầu nhiệm này, chính ông là người đầu tiên nhấn mạnh rằng ba ngôi cùng bản thể. Nhưng để cắt nghĩa thế nào mà ba ngôi chỉ có một Thiên Chúa? Tertullian cho là mầu nhiệm này hiện hữu với mục đích mặc khải cho con người mà thôi. Nghĩa là vì mục đích tạo dựng và cứu chuộc, nên ba ngôi đã tỏ cho loài người biết như mình đang tìm hiểu. Ông phân biệt nội tại và nhiệm cục trong ba ngôi. Nội tại là sự sống, hoạt động, bản thể, căn tính, vân vân của ba ngôi mà loài người hoàn toàn không thể nào biết được. Nhiệm cục là những gì ba ngôi tỏ ra cho con người hiểu, như Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con xuống thế cứu chuộc, Chúa Thánh Thần thánh hóa con người, vân vân. Rồi đây, theo ông, cuối cùng thì nhiệm cục sẽ chấm dứt để trở lại nội tại của một Thiên Chúa mà thôi. Với căn bản thần học của những giáo phụ trên đây, và còn rất nhiều những tư tưởng của các vị đương thời, một số những thần học gia đã có những cắt nghĩa sai lạc trong khi tìm hiểu, đem lại những lạc thuyết trong giáo hội. Chúng ta cần biết một vài lạc thuyết căn bản để hiểu mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Vì là con người, nếu chúng ta không đủ khả năng để hiểu mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là gì, thì ít nhất qua các lạc thuyết bị lên án, chúng ta hiểu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không là gì. Những lạc thuyết. Để tìm cách giữ vững tín điều chỉ có một Thiên Chúa, một vài những lạc thuyết phổ biến lúc bấy giờ. Thuyết phụ thuộc hay thứ vị luận cho là Chúa Con và Chúa Thánh Thần phụ thuộc và Chúa Cha cả bản tính và sự hiện hữu, nghĩa là về phẩm chất Chúa Cha trên Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Về hoạt động hay hiện hữu, Chúa Con và Chúa Thánh Thần hoàn toàn lệ thuộc vào Cha. Thuyết này từ chối ba ngôi bằng nhau. Thuyết nhất ngôi nhất thể luận cho rằng chỉ có một Thiên Chúa, một bản thể, một ngôi vị không chia sẻ cho ai. Lạc thuyết này rõ ràng từ chối thiên tính trong Chúa Giê-xu, vì theo họ, Thiên Chúa không chia sẻ với ai. Họ cũng lý luận, nếu ai công nhận Đức Giê-xu là Thiên Chúa, thì khi Đức Giê-xu chết trên thánh giá, Thiên Chúa cũng phải đau khổ và chết. Những người theo nhóm này có tên là Pachipationim, nghĩa là Chúa Cha chịu đau khổ. Passion, đau khổ. Thuyết thừa tự cho rằng Đức Giê-xu Kitô tự bản chất không là Thiên Chúa, nhưng được Thiên Chúa tạo dựng,
và cho làm con Thiên Chúa, nghĩa là được chọn làm thừa tự. Chủ thuyết này căn cứ vào tin mừng khi Chúa Giêsu chịu phép rửa và được Thiên Chúa Cha công nhận. Con là con yêu dấu Cha, Cha hài lòng về con. Lạc thuyết này từ chối Chúa Giêsu là Thiên Chúa từ đời đời, vì Ngài chỉ trở nên Thiên Chúa khi Chúa Cha cho phép mà thôi. Thuyết hình thái luật hay mẫu thức luật. Cho là chỉ có một Thiên Chúa, nhưng Ngài có ba bộ mặt hay hình thức biến thái khác nhau. Từ khởi đầu, Thiên Chúa Cha là đấng tạo dựng vũ trụ. Qua mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa mang hình hài Chúa Con. Sau khi lên trời, Thiên Chúa mang hình dạng Chúa Thánh Thần. Đây có thể là lạc thuyết phổ biến nhất lúc bấy giờ. Thuyết này từ chối ba ngôi vị riêng biệt. Arius và những tranh cãi thần học Chúa Ba Ngôi. Nếu chỉ có một Thiên Chúa, vậy Đức Giêsu Kitô là ai? Là con người hay Thiên Chúa? Rồi Chúa Thánh Thần là ai? Tất cả những câu hỏi này khởi đầu cho những tranh cãi thần học, giúp làm sáng tỏ những ngộ nhận và khai thông những hiểu biết về đức tin Kitô giáo. Arius là người đóng vai trò quan trọng khi những tranh cãi thần học xoay quanh lạc thuyết do ông chủ trương. Và dĩ nhiên, sau này bị giáo hội lên án. Tranh cãi bắt đầu khi Arius, một linh mục ở Alexandria, Ai Cập, khoảng 256 đến 336 dạy rằng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, nhưng Ngài là một tạo vật, được Thiên Chúa dựng nên và cho làm nghĩa tử. Vì thế, ông kết luận, có một thời kỳ người con hay Đức Giêsu đã không có mặt. Ý muốn nói, Chúa Giêsu được tạo dựng. Vì thế, trước khi tạo dựng, Chúa Giêsu đã không có hiện hữu. Như vậy, Ngài không có hiện diện từ đời đời. Ông bị giám mục Alexander của thành Alexandria, chết năm 326, họp hội đồng giám mục địa phương năm 321 lên án, cấm ông dạy lạc thuyết này và ra vạ tuyệt thông cho ông. Arius khiếu nại lên với các giám mục khác và được giám mục Eusebius thành Nicomedia ủng hộ. Vì thế, Arius tiếp tục giảng dạy. Hơn nữa, thuyết của ông hấp dẫn rất nhiều Kitô hữu bấy giờ vì nó hợp với Kinh Thánh, dễ hiểu, bảo vệ được đức tin độc thần, một Chúa, và tránh đa thần, nhiều Chúa. Người chống đối Arius mạnh mẽ nhất là giám mục Athanasius 276-373, với lập luận rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa và Ngài đã có mặt từ đời đời, không thể nào chấp nhận là đã có lúc không có Đức Giêsu. Tranh cãi trầm trọng đến độ đem lại chia rẽ trong xã hội và đe dọa sự hợp nhất của đế quốc Roma. Đại đế Constantine năm 280-337, sau khi nắm quyền cai trị toàn đế quốc Roma ở phương Tây và hợp thức hóa Kitô giáo năm 313, ông thấy cần bảo vệ sự hợp nhất trong đế quốc, dù không quan tâm lắm đến vấn đề thần học. Constantine triệu tập công đồng chung Nicea năm 325 với chừng 300 giám mục, 1/6 tổng số bấy giờ, tham dự với hy vọng là nếu công đồng chung ra quyết định, tất cả các giám mục buộc phải tuân theo. Như thế, trật tự xã hội được bảo đảm. Để chắc chắn thành công, đại đế Constantine áp lực và có kỷ luật cho những giám mục không ký vào bản tuyên xưng mới và có vị còn bị điều đày. Thành phần tham dự công đồng có 3 nhóm. Một thiểu số theo Arius, một thiểu số theo Athanasius và đa số không thực sự hiểu những phức tạp của nội dung tranh cãi nhưng chỉ muốn được bình an. Khi công đồng kết thúc, quyết định được đưa ra là lên án Arius và khẳng định Chúa Con đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Con được sinh ra nhưng không phải được tạo thành và Ngài có từ trước đời đời. Nên biết rằng, những giáo huấn của công đồng không nhằm mục đích định nghĩa căn tính của Thiên Chúa, căn tính của Chúa Giêsu Kitô hay giải thích những căn tính này, nhưng chỉ với mục đích là tuyên xưng đức tin, nghĩa là đây là điều ta bắt buộc phải tuyên xưng, ngay cả khi ta không hiểu.
những tuyên xưng này không chấm dứt những tranh cãi trong giáo hội về mỏng nhiệm Chúa Ba Ngôi, mà tranh cãi vẫn tiếp tục để làm sáng tỏ vai trò Chúa Giêsu và vai trò của Chúa Thánh Thần trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong những công đọc sau. Phần 2. Hoàn cảnh giáo hội sau công đồng Nicea 325. Công đồng Nicea năm 325 kết thúc với những xác định cụ thể về tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Con. Ngôi lời là hai ngôi vị khác biệt, không chia nhau một thần tính duy nhất, nhưng mỗi ngôi vị đều là Thiên Chúa trọn vẹn. Hai ngôi vị có đồng bản thể, nghĩa là Chúa Cha là gì thì Chúa Con là thế ấy, chứ không phải là hai bản tính tương tự giống nhau. Công đồng cũng lên án lạc thuyết Arius đang rất phổ biến thời bấy giờ, và kèm theo kỷ luật và tuyệt thông cho những ai không chấp nhận giáo huấn hay chống lại lời dạy của công đồng. Sau công đồng, các giám mục về lại địa phương mình, họ tuyên xưng lời dạy của giáo hội về thiên tính Chúa Giêsu Kitô đồng bản thể với Chúa Cha, được sinh ra mà không phải được tạo thành, vân vân, nhưng không khác nghĩa. Khi giáo dân thắc mắc về tín điều này, chính các giám mục cũng không thực sự hiểu nội dung tín điều này để giải thích thỏa đáng. Vì thế, những chiến dịch về lời dạy của công đồng tiếp tục gây tranh cãi thần học. Hoàn cảnh lịch sử chính trị cũng góp phần không nhỏ cho những tranh cãi này kéo dài, rồi dẫn đến những công đồng cần thiết tiếp theo sau đó để giải quyết. Ngay trong hàng giám mục, không phải tất cả đều đồng nhất với quyết định của công đồng. Marcellus, giám mục của Asyria, vẫn tiếp tục công khai ủng hộ lạc thuyết hình thái luận. Một Thiên Chúa nhưng đóng ba vai trò khác nhau. Ba năm sau Nicea năm 328, giám mục Eusebius thành Nicomedia đã xin hoàng đế Constantine xét lại phán quyết của Nicea và xin phép được dạy lạc thuyết của Arius. Hoàng đế Constantine cho phép Eusebius dạy lạc thuyết Arius mà không bị kỷ luật, như công đồng Nicea đe dọa. Rồi sau khi Constantine chết, con là Constantius II lên ngôi, các chỉ vùng Đông Phương cũng tiếp tục cổ động cho lạc thuyết Arius. Năm 335, một thượng hội đồng được nhóm họp tại Tyre dưới sự chủ tọa của Eusebius đã quyết định ủng hộ Arius và đảo ngược lời dạy công đồng Nicea. Nhưng giáo huấn của công đồng lúc nào cũng có những giám mục trung thành giảng dạy. Năm 328, giám mục Alexander của Alexandria Ai Cập chết. Athanasius được nhiều người tin tưởng chọn để thay thế. Athanasius thuyết phục rằng việc xác định Chúa Con đồng bản thể với Chúa Cha là tối cần thiết. Vì nếu Chúa Giêsu không là Thiên Chúa thì loài người không thể có ơn cứu chuộc được, vì chỉ có Thiên Chúa mới đem lại được ơn cứu chuộc mà thôi. Tranh luận tại công đồng Nicea về bản tính Chúa Giêsu là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, nhóm Arius cho là Đức Giêsu được Thiên Chúa chọn cho làm Thiên Chúa, nghĩa là tự căn tính Đức Giêsu không là Thiên Chúa, mà chỉ được vinh thăng lên hàng Thiên Chúa mà thôi. Athanasius biện luận rằng, vì Chúa Giêsu tự bản tính là Thiên Chúa, nên công đồng sau khi xác nhận thiên tính Chúa Giêsu đã thêm một dòng: Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, chứ không phải Thiên Chúa độc vinh thăng như lạc giáo Arius tuyên truyền. Các thần học gia với thần học Chúa Thánh Thần. Nếu công đồng Nicea đã giải quyết những câu hỏi về thiên tính Chúa Giêsu Kitô, thì nhiều câu hỏi về Chúa Thánh Thần, nhất là từ sau năm 360, đã gây tranh cãi gay cấn trong giáo hội. Trong Nicea, đề tài về Chúa Thánh Thần không được bàn luận nhiều, và nếu được nhắc đến chỉ vì có tương quan với Chúa Con trong những thảo luận mà thôi. Thật ra trong phục vụ, giáo dân vẫn tuyên xưng Chúa Ba Ngôi qua công thức phép thanh tẩy, làm phép rửa, nhân danh Cha, Con và Thánh Thần. Nhưng thần học Chúa Thánh Thần chưa được quan tâm đúng mức. Khi cầu nguyện, Kitô hữu có thói quen cầu nguyện trực tiếp với Chúa Cha
hay Chúa Giêsu Kitô mà không cầu nguyện trực tiếp với Chúa Thánh Thần. Hay đúng hơn, họ cầu nguyện trong và qua Chúa Thánh Thần mà thôi. Vì thế, nhóm phản Thánh Thần giao giảng rằng Thánh Thần không là Thiên Chúa mà chỉ là tạo vật. Và Thiên Chúa qua mặc khải Thánh Thần như Ngài dùng Thiên Thần hay Tiên Tri trong Cựu Ước, và ngay cả Thánh Thần trong Cựu Ước khác với Thánh Thần trong Tân Ước. Để binh vực cho thần học Chúa Thánh Thần, một số những người đáng được chú ý trong lịch sử là Thánh Athanasius, các giáo phụ vùng Cappadocian như Thánh Basil thành Caesarea 330-379, em trai ngài là Thánh Grigory thành Nisa 330-395 và Thánh Grigory thành Nazianzus 329-389. Athanasius cùng phương thức suy luận Chúa Con đồng bản thể với Chúa Cha khi áp dụng với Chúa Thánh Thần và bảo vệ lý luận ba ngôi bằng nhau. Đồng lòng với Athanasius, Basil tranh luận rằng Chúa Thánh Thần phải được tôn vinh và thờ phượng như Chúa Cha và Con. Grigory thành Nisa nhấn mạnh đến một bản thể của ba ngôi vị. Và Grigory thành Nazianzus cùng với Syri thành Alexandria, nó đến Chúa Thánh Thần đồng bản thể với Chúa Cha như trường hợp Chúa Con. Các giáo phụ Cappadocian đã giúp giải thích cội nguồn vì tương quan giữa ba ngôi Thiên Chúa. Chúa Cha là cội nguồn, Chúa Con sinh ra từ Cha, và Chúa Thánh Thần thì từ Cha mà ra. Triệu tập công đồng Constantine Opler 381. Sau khi đại đế Constantine I chết năm 337, đế quốc Roma chia ra làm hai miền, Tây Phương và Đông Phương, thời Valen 328-378. Ông cai trị Đông Phương và người Anh là Valentinian 321-375 cai trị Tây Phương. Ở Đông Phương, Valen ủng hộ lạc thuyết Arius. Những giám mục trong vùng Đông Phương ít theo phán quyết của công đồng Nicaea thì bị ông đuổi khỏi giáo phận và nhà thờ được giao cho những người nhóm theo lạc thuyết Arius. Khi Valen chết 378, Theodosius I, một người ở bên vùng phương Tây lên thay và đảo ngược những quyết định của Valen. Trong sắc lệnh tháng 2 năm 380, Theodosius I ra lệnh phải dạy những giáo huấn của công đồng Nicaea. Và những ai không chấp nhận một thiên tính của Cha, Con, Thánh Thần và ba ngôi vị bằng nhau bị coi là lạc giáo, và nếu là giáo sĩ thì bị kỷ luật, có khi bị đi đày. Theodosius I muốn củng cố địa vị chính trị của mình và hàn gắn những chia rẽ trong đế quốc. Ông triệu tập công đồng Constantine Opler năm 381 vì hai lý do khẩn cấp. Một là tình trạng chia rẽ trầm trọng của đế quốc bị đe dọa bởi những lạc giáo khi nhiều giám mục vùng Đông Phương vẫn còn ủng hộ Arius. Hai là nhóm lạc giáo phản Thánh Thần nổi lên rất mạnh và lôi kéo nhiều người khiến giáo hội cần phải có câu trả lời rõ ràng về vai trò Chúa Thánh Thần. Theodosius I, triệu tập công đồng Constantine Opler 381, có 186 giám mục tham dự. Nhưng 36 người đã bị coi là lạc giáo vì ủng hộ lạc thuyết Arius. Còn lại 150 người đồng nhất lên án lạc thuyết Arius để binh vực Chúa Con đồng bản thể Chúa Cha. Lên án Apollinarianism để binh vực Chúa Giêsu có đầy đủ bản tính con người thật. Và lên án nhóm phản Thánh Thần để binh vực thần tính của Chúa Thánh Thần. Cộng đồng Constantine Opler tuyên xưng: Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Ngài là đấng ban sự sống, người bởi Chúa Cha mà ra, người được thờ phượng và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con, người đã dùng các tiên tri giảng dạy. Dù công đồng xác định thần tính của Chúa Thánh Thần, nhưng lời văn không trực tiếp và rõ ràng như thần tính Chúa Giêsu trong Nicaea. Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Công đồng Constantine Opler
không dùng từ đồng bản thể, để nói đến tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Nhưng trong điều luật một của công đồng có lên án lạc giáo Macedonian vì không chấp nhận thiên tính đồng bản thể của Chúa Thánh Thần đối với Chúa Cha và Chúa Con. Filioque, xung đột giữa Đông và Tây. Chúng ta không thể kết thúc bổ nhiệm Chúa Ba Ngôi mà không nói đến vấn nạn Filioque và Chúa Con. Trong Kinh Thánh Kính ta đọc hàng tuần, chính cụm từ này là nguyên nhân chia cắt giáo hội Đông và Tây từ năm 1054 cho đến nay. Như ta đã đọc thấy lời tuyên xưng của Constantine Opler, Chúa Thánh Thần từ Chúa Cha mà ra, những người Công giáo La Mã ngày nay thường đọc Chúa Thánh Thần bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Vậy cụm từ và Chúa Con, Filioque, từ đâu mà có? Từ cuối thế kỷ thứ 6 bên Tây Ban Nha, tái xuất hiện lạc thuyết Arius, từ chỗ Chúa Con là Thiên Chúa. Vậy để khẳng định Chúa Con là Thiên Chúa thật, một số giáo phận đã thêm Chúa Thánh Thần từ Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Về thần học, tư tưởng này không có gì mới, vì Thánh Augustino và Thánh Hilary thành Poitiers đã nói đến cách hiểu này. Nhưng khi công đồng miền vùng Toledo, Tây Ban Nha họp năm 589, quyết định thêm cụm từ Filioque và Con vào Kinh Tin Kính, lại còn ra bản tuyệt thông cho ai từ chối lời dạy này, vấn đề trở nên rất phức tạp. Lúc này, giáo hội bên phương Đông cho là Toledo vi phạm quyết định các công đồng chung Constantine Opler 381, Ephesus 431 và Chalcedon 451. Vì Toledo chỉ là công đồng miệt mà thôi, không thể thay đổi quyết định công đồng chung được. Lịch sử ghi lại là Hoàng đế Charlemagne 768-814 đọc kinh này trong cung điện vua và dần dần lan ra toàn vùng Tây Phương. Tuy vậy, Tòa Thánh Roma dù không phản đối Filioque nhưng chưa đọc thêm cụm từ này trong Kinh Tin Kính ở Roma. Cao điểm là năm 1014, Đức Giáo Hoàng Benedict VIII 1012-1024 trong nghi lễ trao vương miện cho vua Henry II tại Roma đã đọc thêm cụm từ này trong Kinh Tin Kính. Khi đấng kế vị Phi-rô ở Roma chấp thuận và đọc thêm cụm từ này, vấn đề trở nên cực kỳ trầm trọng vì liên quan đến tín lý của giáo hội. Giáo hội Đông Phương lên tiếng phản đối vì cụm từ thêm này không diễn tả đúng thần học Chúa Ba Ngôi trong lời dạy của các công đồng xưa. Giáo hội Đông Phương lý luận rằng họ có thể chấp nhận Chúa Thánh Thần đến từ Chúa Cha qua Chúa Con, nhưng không thể và Chúa Con Filioque được. Một phần vì chỉ có Chúa Cha là cội nguồn duy nhất, mà cả Chúa Con và Chúa Thánh Thần từ Ngài mà ra, và một phần vì công đồng Constantine Opler không dạy điều này. Sau khi tố cáo nhau là lạc giáo, hai giáo hội Đông và Tây, chính thống giáo và công giáo, tách biệt nhau từ năm 1054. Với giáo hội công giáo Tây Phương, công đồng Rớt, công đồng Lateran năm 1215, tái khẳng định Chúa Thánh Thần từ Chúa Cha và Chúa Con mà ra, và được công đồng Lyon năm 1274 và Florence 1438-1445 lập lại lời dạy này. Vấn nạn và Chúa Con đem lại chia rẽ trong giáo hội là điều đáng buồn. Nhưng ngày nay, cả hai giáo hội Đông và Tây đang có nhiều cố gắng tìm đến hợp nhất với nhau. Mọi sử gia và thần học gia ngày nay đều hiểu rằng hoàn cảnh chính trị và xã hội thời đó góp phần nhiều cho sự chia rẽ năm 1054. Nhưng về căn bản thần học, dù tuyên xưng Chúa Thánh Thần từ Chúa Cha mà ra, hay từ Chúa Cha và Chúa Con mà ra, hay từ Chúa Cha qua Chúa Con mà ra, tất cả chỉ là những cách diễn tả khác nhau cho cùng một thực thể, một Thiên Chúa nhưng ba ngôi vị bằng nhau và có bản thể như nhau, đồng bản thể. Nói cách khác, vấn đề không còn là sai lạc thần học tín lý, mà phần lớn là quyền bính Đức Giáo Hoàng và điều hành mục vụ có là nguyên nhân ngăn trở
đối thoại hiệp nhất giữa Đông và Tây không? Lời ước nguyện Chúa Giêsu: Lạy Cha, xin cho chúng con nền bột, không biết đến khi nào mới trở nên hiện thực. Kết luận: Hai công đồng Nicea 325 và Constantinople 381 đã làm sáng tỏ thần học Chúa Vàng Ngôi, xác định rõ ràng đối tượng của đức tin được tuyên xưng trong Kinh Tiên Kính mà Kitô hữu vẫn đọc hàng tuần, và để lại một công thức mẫu mực đức tin căn bản nhất cho mọi Kitô hữu, được tóm gọn trong giáo lý Công giáo. Đức tin Công giáo hệ tại điều này: chúng ta thờ kính một Thiên Chúa trong ba ngôi và ba ngôi trong một Thiên Chúa mà vẫn không lẫn lộn các ngôi vị, không phân chia bản thể. Thật vậy, ngôi Cha là khác, ngôi Con là khác và ngôi Thánh Thần là khác, nhưng thần tính, sự vinh quang ngang nhau và uy quyền vĩnh cửu của Chúa Cha, Chúa Con và của Chúa Thánh Thần là một. Số 266. Tác giả: Linh Mục Nguyễn Khắc Kỳ. Người đọc: Kiên Nguyễn.